Bienvenido a la escuela de idiomas Pro, donde aprenderás los diálogos cortos más importantes de la vida. ¿Estás listo? Comencemos. Hôm nay ấm áp. Tôi cuối cùng cũng có thể mặc áo cớp tốt mới của mình. Hôm nay ấm áp. Tôi cuối cùng cũng có thể mặc áo cớp tốt mới của mình. Tại sao bạn không đi? Họ còn trẻ. Nó không phù hợp với tôi tại sao bạn không đi họ còn trẻ nó không phù hợp với tôi phim thế nào tôi đã bị cảm động phim thế nào tôi đã bị cảm động tôi đã đến australia hai lần tôi một lần tôi đã đến australia hai lần tôi một lần có gì tôi còn có thể giúp bạn không bạn là tốt nhất. Có gì tôi còn có thể giúp bạn không? Bạn là tốt nhất. Rất vui được gặp lại bạn. Chúng ta nên gặp lại vào tuần sau. Rất vui được gặp lại bạn. Chúng ta nên gặp lại vào tuần sau. Chia hóa đơn nhé. Không, tôi muốn trả tiền cho bạn. Chia hóa đơn nhé. Không, tôi muốn trả tiền cho bạn. Cuốn sách này của ai? Đó là quyển sách của bạn. Cuốn sách này của ai? Đó là quyển sách của bạn. Bạn muốn nghỉ một chút không? Không, tôi không mệt. Bạn muốn nghỉ một chút không? Không, tôi không mệt. Cô ấy được sinh ra với hai màu mắt khác nhau. Nó khó tin. Cô ấy được sinh ra với hai màu mắt khác nhau. Nó khó tin. Bạn có sẽ ở đây lúc 10 giờ sáng mai không? Vâng, tôi sẽ. Bạn có sẽ ở đây lúc 10 giờ sáng mai không? Vâng, tôi sẽ. Dường như có vấn đề gì đó. Ồ, tôi bị ho khan và đau họng. Tôi cũng bị đau đầu. Dường như có vấn đề gì đó. Ồ. Tôi bị ho khan và đau họng. Tôi cũng bị đau đầu. Bạn không thích nói về điều đó à? Chúng ta nên rời khỏi chủ đề này. Bạn không thích nói về điều đó à? Chúng ta nên rời khỏi chủ đề này. Tôi bị lỡ chuyến bay. Thật đáng tiếc. Tôi bị lỡ chuyến bay. Thật đáng tiếc. Tôi rất vui bạn có thể đến. Cảm ơn bạn đã mời tôi. Tôi rất vui bạn có thể đến. Cảm ơn bạn đã mời tôi. Mỗi sáng bạn chạy vào lúc nào? Tôi sẽ đi chạy vào lúc 6 giờ, khoảng một nửa giờ nữa. Mỗi sáng bạn chạy vào lúc nào? Tôi sẽ đi chạy vào lúc 6 giờ, khoảng một nửa giờ nữa. Bạn phải học chăm chỉ. Tôi biết bạn phải học chăm chỉ tôi biết bạn có thể vui lòng cho tôi mượn một ít tiền không không vấn đề gì bao nhiêu tiền bạn có thể vui lòng cho tôi mượn một ít tiền không không vấn đề gì bao nhiêu tiền bạn đã chọn ngành gì khi học đại học chuyên ngành của tôi là kinh tế bạn đã chọn ngành gì khi học đại học chuyên ngành của tôi là kinh tế bạn sẽ ở lại xem trận đấu tối nay à? Điều đó không thể xảy ra. Bạn sẽ ở lại xem trận đấu tối nay à? Điều đó không thể xảy ra. Dung ở đâu? Anh ấy đang ăn cơm cùng bạn của mình. Dung ở đâu? Anh ấy đang ăn cơm cùng bạn của mình. Nhóm máu của bạn là gì? Nhóm máu của tôi là A. Nhóm máu của bạn là gì? Nhóm máu của tôi là A. Tôi có một gợi ý. Tôi đang lắng nghe. Tôi có một gợi ý. Tôi đang lắng nghe. Tôi đã mua hai vé xem phim. Chúng ta hãy đi xem nó. Thật tuyệt. Tôi đã mua hai vé xem phim. Chúng ta hãy đi xem nó. Thật tuyệt. Bạn thường có bao nhiêu ngày nghỉ trong dịp Tết? Thường chỉ có một ngày nghỉ. Bạn thường có bao nhiêu ngày nghỉ trong dịp Tết? Thường chỉ có một ngày nghỉ. Tên con sông đó là gì? Con sông đó là sông Mississippi. Tên con sông đó là gì? Con sông đó là sông Mississippi. Tôi cảm thấy đau lòng. Kể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi cảm thấy đau lòng. Kể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi muốn nói chuyện với bạn. Bạn có thể gọi cho tôi sau 4 giờ không? Tôi muốn nói chuyện với bạn. Bạn có thể gọi cho tôi sau 4 giờ không? Có ai đó ở trong nhà không? Vào trong, xin mời. Có ai đó ở trong nhà không? Vào trong, xin mời. Gần đây bạn khỏe không? Không quá tồi. Gần đây bạn khỏe không? Không quá tồi. Bạn nghĩ gì về chuyến du lịch chúng ta đang lên kế hoạch? Chuyến đi đó sẽ tuyệt vời. Bạn nghĩ gì về chuyến du lịch chúng ta đang lên kế hoạch? Chuyến đi đó sẽ tuyệt vời. Tôi nợ bạn bao nhiêu? 150 Tôi nợ bạn bao nhiêu? 150. Anh ấy sinh ra ở Châu Phi. Anh ấy thường về nhà không? Anh ấy sinh ra ở Châu Phi. Anh ấy thường về nhà không? Trong trường của bạn có nhiều sinh viên nước ngoài không? Có, có. Trong trường của bạn có nhiều sinh viên nước ngoài không? Có, có. Họ đang làm gì vậy? Họ đang chơi trò chơi video. Họ đang làm gì vậy? Họ đang chơi trò chơi video. Bạn đang đi đâu? Đến thư viện. Bạn đang đi đâu? Đến thư viện. Tôi không tìm thấy bạn. Nó nằm ở tầng 8. Tôi không tìm thấy bạn. Nó nằm ở tầng 8. Chó đang bơi à. Anh ấy biết bơi tốt hơn tôi. Chó đang bơi à. Anh ấy biết bơi tốt hơn tôi. Tôi không thích cà phê. Bạn thích trà không? Tôi không thích cà phê. Bạn thích trà không? Bạn có thể làm rẻ một chút được không? Đây là giá thấp nhất. Bạn có thể làm rẻ một chút được không? đây là giá thấp nhất tôi đang học tại canada và có một công việc học phí và chi phí sinh hoạt có cao không tôi đang học tại canada và có một công việc học phí và chi phí sinh hoạt có cao không tôi muốn đi khám bác sĩ sớm khi bạn có thể đến cuộc hẹn tôi muốn đi khám bác sĩ sớm khi bạn có thể đến cuộc hẹn tại sao chúng ta không ra ngoài và chơi tennis chiều nay vâng nghe có vẻ như một ý tưởng tốt tại sao chúng ta không ra ngoài và chơi tennis chiều nay vâng nghe có vẻ như một ý tưởng tốt tôi nghĩ tôi có thể để quên điện thoại trong xe điều đó khá là có thể tôi nghĩ tôi có thể để quên điện thoại trong xe điều đó khá là có thể bạn có thể giúp tôi một việc không? Tất nhiên. Bạn có thể giúp tôi một việc không? Tất nhiên. Xin lỗi, ghế này có người không? Không, không phải vậy. Xin lỗi, ghế này có người không? Không, không phải vậy. Bạn có thể chỉ cho tôi cách đến đó được không? Không, xin lỗi, tôi không biết. Bạn có thể chỉ cho tôi cách đến đó được không? không xin lỗi tôi không biết bạn có thể viết bằng tiếng anh không không tôi không thể bạn có thể viết bằng tiếng anh không không tôi không thể bạn đã nấu món này chưa có còn về hương vị của nó nó ngon không bạn đã nấu món này chưa có còn về hương vị của nó nó ngon không? Làm cách nào để viết tên của bạn? Như thế này. Làm cách nào để viết tên của bạn? Như thế này. Xin lỗi, con đường số 5 ở đâu? Đi thẳng và rẽ trái tại ngã tư thứ hai. Xin lỗi, con đường số 5 ở đâu? Đi thẳng và rẽ trái tại ngã tư thứ hai. Có cái mũ của tôi không? Vâng, Tôi có cả mũ lẫn áo khoác của bạn. Có cái mũ của tôi không? Vâng, tôi có cả mũ lẫn áo khoác của bạn. Bạn có thích đôi giày mới của bạn không? Tôi không ủng hộ điều này. Bạn có thích đôi giày mới của bạn không? Tôi không ủng hộ điều này. Bạn muốn ăn gì cho bữa trưa? Tôi không muốn ăn gì cả. Bạn muốn ăn gì cho bữa trưa? tôi không muốn ăn gì cả bạn có thể đến đây vào tuần tới được không được tôi sẽ cố gắng đến đó vào thứ tư bạn có thể đến đây vào tuần tới được không được tôi sẽ cố gắng đến đó vào thứ tư tôi đã làm sai gì nữa đây anh dám sao tôi đã làm sai gì nữa đây anh dám sao bạn có muốn tham gia câu lạc bộ điền kinh của chúng tôi không tôi đồng ý bạn có muốn tham gia câu lạc bộ điền kinh của chúng tôi không tôi đồng ý bạn muốn thanh toán như thế nào tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng bạn muốn thanh toán như thế nào tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng bạn có xe hơi không vâng tôi có chiếc xe mới bạn có xe hơi không vâng tôi có chiếc xe mới xin lỗi bạn hỏi gì vậy bật radio lên xin lỗi bạn hỏi gì vậy bật radio lên tiền của tôi bị mất hãy đến trạm cảnh sát họ có thể giúp bạn tiền của tôi bị mất hãy đến trạm cảnh sát họ có thể giúp bạn bạn có nhiều đêm không ngủ không không phải gần đây nhưng trước đây tôi đã từng làm vậy bạn có nhiều đêm không ngủ không không phải gần đây nhưng trước đây tôi đã từng làm vậy chúng đẹp đấy tôi cũng thích đôi bông tai đó chúng đẹp đấy tôi cũng thích đôi bông tai đó bạn muốn uống một chút rượu không tôi không bao giờ uống bạn muốn uống một chút rượu không tôi không bao giờ uống bạn đã mệt chưa tôi mệt lắm bạn đã mệt chưa tôi mệt lắm tuần này bạn đã đi đâu tôi đang chăm sóc con trai ốm tại nhà tuần này bạn đã đi đâu tôi đang chăm sóc con trai ốm tại nhà ngày mai bạn sẽ tham gia hoạt động à Vâng, tôi sẽ làm. Còn bạn thì sao? Ngày mai bạn sẽ tham gia hoạt động à? Vâng, tôi sẽ làm. Còn bạn thì sao? Quê hương của bạn là gì? Tôi sinh ra ở Ấn Độ và lớn lên ở Pháp. Quê hương của bạn là gì? Tôi sinh ra ở Ấn Độ và lớn lên ở Pháp. Tôi có thể giúp gì cho bạn? bạn có thể chỉ cho tôi biết nơi tìm kem đánh răng được không tôi có thể giúp gì cho bạn bạn có thể chỉ cho tôi biết nơi tìm kem đánh răng được không tôi tự hỏi liệu cô ấy có kết hôn với anh ấy không anh ấy là người tuyệt vời tôi tự hỏi liệu cô ấy có kết hôn với anh ấy không anh ấy là người tuyệt vời khi tôi gõ cửa bạn có bị ngạc nhiên không rất vui khi gặp bạn khi tôi gõ cửa bạn có bị ngạc nhiên không rất vui khi gặp bạn hôm qua bạn đã đi ăn tối ở đâu tôi đã đi đến nhà hàng gần ga hôm qua bạn đã đi ăn tối ở đâu tôi đã đi đến nhà hàng gần ga anh ấy đã hết tiền tôi sẽ trả tiền vé máy bay cho anh ấy anh ấy đã hết tiền tôi sẽ trả tiền vé máy bay cho anh ấy anh ấy luôn nói lớn tôi hy vọng anh ấy sẽ thực hiện điều đó anh ấy luôn nói lớn tôi hy vọng anh ấy sẽ thực hiện điều đó chúng ta sẽ ăn ở đâu chúng ta sẽ ăn tại nhà emily chúng ta sẽ ăn ở đâu chúng ta sẽ ăn tại nhà emily chúc bạn cuối tuần vui vẻ cảm ơn bạn cũng vậy chúc bạn cuối tuần vui vẻ cảm ơn bạn cũng vậy bộ phim hôm qua có tốt không nó quá chán tôi đã ngủ khi nó đang chiếu bộ phim hôm qua có tốt không nó quá chán tôi đã ngủ khi nó đang chiếu cơn đau đang trở nên khó chịu hơn có lẽ bạn nên nghỉ ngơi thôi cơn đau đang trở nên khó chịu hơn có lẽ bạn nên nghỉ ngơi thôi tại sao bạn chắc chắn như vậy tôi đã nghiên cứu về chủ đề suốt cả tuần tại sao bạn chắc chắn như vậy tôi đã nghiên cứu về chủ đề suốt cả tuần điều đó có đúng không tôi nghe nó từ ông chủ điều đó có đúng không tôi nghe nó từ ông chủ bạn đã có một khoảnh khắc tốt chưa Vâng, đúng vậy. Bạn đã có một khoảnh khắc tốt chưa? Vâng, đúng vậy. Bàn này đã được đặt chỗ. Chúng ta có thể ngồi tại quầy ba không? Bàn này đã được đặt chỗ. Chúng ta có thể ngồi tại quầy ba không? Bạn có cuộc hẹn không? Không, tôi không. Bạn có cuộc hẹn không? Không, tôi không. Tôi có thể đi xem phim tối nay không? Vâng, làm ơn về nhà lúc 10 giờ. Tôi có thể đi xem phim tối nay không? Vâng, làm ơn về nhà lúc 10 giờ. Đến lượt bạn. Tôi chưa sẵn sàng. Đến lượt bạn. Tôi chưa sẵn sàng. Tại sao bạn luôn không đồng ý với tôi? Điều đó không liên quan tại sao bạn luôn không đồng ý với tôi điều đó không liên quan bạn dường như hạnh phúc tôi được tăng lương bạn dường như hạnh phúc tôi được tăng lương gần đây có cửa hàng tiện lợi gần ga không tất nhiên bạn có thể nhìn thấy nó ngay khi bạn ra khỏi ga gần đây có cửa hàng tiện lợi gần ga không tất nhiên bạn có thể nhìn thấy nó ngay khi bạn ra khỏi ga. Trông như là tuyết. Hôm qua thời tiết nắng và hôm nay đang tuyết rơi. Trông như là tuyết. Hôm qua thời tiết nắng và hôm nay đang tuyết rơi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chưa, chưa đâu. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chưa, chưa đâu. Thiếu một cái nghĩa tôi quên cái nghĩa tôi sẽ lấy cái khác thiếu một cái nghĩa tôi quên cái nghĩa tôi sẽ lấy cái khác bạn có cần bác sĩ không vâng tôi nghĩ vậy bạn có cần bác sĩ không vâng tôi nghĩ vậy bạn nghĩ cuối tuần này tôi có thể đến thăm được không đã đến lúc bạn nghĩ cuối tuần này tôi có thể đến thăm được không? Đã đến lúc. Anh ấy có biết nói tiếng Nhật không? Anh ấy vừa mới đến Nhật Bản, nên anh ấy không nói tiếng Nhật rất giỏi. Anh ấy có biết nói tiếng Nhật không? Anh ấy vừa mới đến Nhật Bản, nên anh ấy không nói tiếng Nhật rất giỏi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi hướng khác. Anh nói đúng. Tôi nghĩ chúng ta nên đi hướng khác anh nói đúng màu yêu thích của bạn là gì nó màu đỏ màu yêu thích của bạn là gì nó màu đỏ bạn đã xem bộ phim này chưa tôi đã xem bộ phim đó hai lần rồi bạn đã xem bộ phim này chưa tôi đã xem bộ phim đó hai lần rồi nóng thật đấy bánh quy vừa mới ra khỏi lò nóng thật đấy bánh quy vừa mới ra khỏi lò. Tôi tự hỏi liệu bạn có thể mua cho tôi một ít bút chì không? Chắc chắn. Tôi tự hỏi liệu bạn có thể mua cho tôi một ít bút gì không? Chắc chắn. Bạn chỉ ngủ 5 giờ mỗi ngày. Đủ chưa? Nó không đủ, nhưng tôi không có lựa chọn khác. Bạn chỉ ngủ 5 giờ mỗi ngày. Đủ chưa? Gracias por aprender con nosotros. Si te gusta nuestro canal, por favor suscríbete, deja un comentario y comparte. Hasta la próxima, adiós.